Hello you guys, my name is Kiều Anh from IELTS Fire. Chào mừng các bạn đã quay trở lại một video nữa trong chuỗi IELTS Vocabulary Series theo chủ đề cùng với mình là Miss Kiều Anh. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi chủ đề rất là khó và rất là hay nữa trong phần thi IELTS. Đó chính là chủ đề về travel, chủ đề về du lịch mọi người nhé. Rồi, và từ vựng đầu tiên chúng ta sẽ cùng với nhau học trong buổi hôm nay chính là thằng bức ảnh nhá. Ok, và bức ảnh đầu tiên mà cô anh có chính là hình một ngọn núi. Và cái flag, ngọn cờ đang cắm ở đâu mọi người nhỉ? Cắm trên đỉnh núi đúng không nào? Từ đỉnh núi tiếng Anh chính là peak. Vậy có liên quan đến chủ đề về travel, mọi người có từ rất là quen thuộc nhá. Đó là peak season, có nghĩa là gì nhỉ? Mùa du lịch cao điểm, đúng không? Peak season, mùa cao điểm về du lịch mọi nhá. Ok, nhớ ha. Và từ số 2 mà cô gánh có cho mọi người chính là một từ, chính là đang bị missing một vài chữ cái. Mọi người đoán xem. Can you guess what are the missing letters? The letters which I'm missing are I and A. Và trong từ này đang vào gì nhỉ? Hospitality. Hospitality chính là một sự hiếu khách mọi người nhá. Hospitality, sự hiếu khách. Và từ tiếp theo mình sẽ xem phiên âm của nó mọi người nhé. Từ này thì hơi khó đọc một chút thôi. Đọc là flock. Thì flock, đây là từ của nó nha. Thì mọi người tra từ điển sẽ thấy là danh từ flock nghĩa là bầy đàn. Tuy nhiên động từ flock có nghĩa là gì nhỉ? Đã đổ xô đến. Ok, the tourist flocked to the tourist destination chẳng hạn. Những cái người khách du lịch thì đổ xô đến cái điểm thu hút khách du lịch đó. Ok mọi người nhá, động từ flock nghĩa là đổ xô đến. Ok, và ở trong ví dụ vừa rồi mọi người đã có thấy là cô gái có nói luôn cái từ gì không nhỉ? Chúng ta có từ là tourist destination, nghĩa là điểm thu hút khách du lịch. For example, in northern Vietnam we have some common and popular tourist destination like Hạ Long Bay, right? Ở miền Bắc thì chúng ta có một cái điểm thu hút khách du lịch vô cùng nổi tiếng chính là Vịnh Hạ Long. Mọi người nhớ nhá, tourist destination, điểm thu hút khách du lịch. Và một từ nữa chúng ta sẽ học với nhau, và từ này thì vô cùng quen thuộc trong phần thi IELTS Writing Test 2 chủ đề về travel, chính là từ vựng gì nhỉ? Đó là, sẽ show mọi người cái phiên âm nhá, đó là indigenous. Indigenous nghĩa là thuộc về thổ cư, thuộc về bản địa. Vậy mọi người thể nói một từ đó là indigenous people, nghĩa là người dân bản địa. Ok, và chúng ta sẽ áp dụng những cái từ ở trên trong một vài câu ví dụ cho mọi người nhé. Ok, have a look at the first one. Mọi người xem câu đầu tiên ha. So, people flock to famous tourist destination during peak holiday season. Mọi người đổ xô về những cái điểm khách du lịch nổi tiếng trong cái mùa cao điểm nghỉ lễ. Mọi người nhớ thêm các từ là peak season, chính là mùa cao điểm đúng không? Và thêm là peak holiday season, nghĩa là mùa cao điểm về du lịch. Ok. Rồi, và chúng ta nhớ cái từ này chưa? Từ flock có nghĩa là gì nhỉ? Flock có nghĩa là đổ xô về. Còn nhớ động từ flock, đổ xô về đâu đó nhá. Ok, câu ví dụ số 2 của anh sẽ như sau. Mọi người xem nhá. The hospitality of the indigenous people took me by surprise. Nghĩa là sự hiếu khách của những người dân bản địa khiến tôi bất ngờ. Ok, mọi người nhớ một cụm là indigenous people, nghĩa là người dân bản địa. Hospitality thì là gì nhỉ? Mình mới học xong rồi, chính là sự hiếu khách. Ok. Và trong câu này, cô gái còn cho mọi người một cấu trúc rất là hay nữa, dùng trong speaking nhé. Và cấu trúc đó chính là cấu trúc gì nhỉ? Đó là take someone by surprise, làm ai đó ngạc nhiên. Lấy dụng một câu đơn giản khác nhé. The birthday party take me by surprise. Cái bữa tiệc sinh nhật khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Okay. Take someone by surprise. Với câu này, cô có chỉ quá khứ. Take quá khứ chính là took. Ở phần số 2 này thì chúng ta cùng với nhau học một số những cái cụm từ và cụm động từ nó sẽ có trong chủ đề về travel. Alright, let's get to the first one, shall we? Ok, chúng ta có từ đầu tiên, mọi người xem nhá. Hustle and dot dot dot. Mình sẽ điền từ là bustle hay là muscle nhỉ? Ok, can you guess? Yeah, alright, it is hustle and bustle. Thì viết chúng ta dịch ra sẽ là một sự ồn ào, náo nhiệt nhé. Có một câu ví dụ như sau, là xem này. So I like living in metropolises because of the hustle and bustle.
tôi thích sống ở những cái đô thị lớn bởi vì cái sự ồn ào tấp nập ở đó. Cụm từ số 2 đã có trong chủ đề về travel chính là tourism. Okay, guys, can you guess what is the missing letter? It is the letter A. Rồi, và trong writing task 2 cũng như là bài thi IELTS speaking part 3, mọi người đã gặp cụm này rất là nhiều. Chúng ta từ mass tourism, nghĩa là du lịch đại chúng, du lịch tràn lan. Nó mang nghĩa khá là tiêu cực mọi người nhé. Và trái lại với từ mass tourism, chúng ta sẽ có từ trái hoàn toàn luôn. Đó sẽ là sustainable tourism. Sustainable thì mọi người hình dung nó là một cái sự bền vững, lâu dài. Vậy sustainable tourism có nghĩa là du lịch bền vững hoặc du lịch lâu dài, du lịch xanh á. Bây giờ ta hay dùng là du lịch sinh thái đó. Ok, mọi người lưu ý nhé. Mass tourism và trái lại chính là sustainable tourism. Alright, và cụm tiếp theo chúng ta sẽ có trong chủ đề về travel ngày hôm nay chính là to... with the local life and nature. So guys, can you fill in the blank, the missing letter? Okay, it is the letter A. Ok, chúng ta có cụm này chính là to tamper with life and nature, có nghĩa là xáo trộn cuộc sống của người dân bản địa cũng như là thiên nhiên. Ok, mọi người cụm này nhé. To tamper with life and nature. Alright, và từ cuối cùng mà cô kêu anh có cho mọi người trong buổi về hôm nay chúng ta học về travel sẽ là từ có phiên âm như sau, sẽ là từ revenue. Revenue có nghĩa là lợi nhuận đúng không? Ok, vậy một cụm mà cực kỳ hay mọi người dùng trong bài viết writing task 2 hoặc là speaking part 3 chính là a great source of revenue, một nguồn thu lợi nhuận lớn. Lấy dụ mọi người một câu này hoàn toàn áp dụng cực kỳ hay trong bài thi writing task 2 và speaking part 3 nhé. So, tourism generates a great source of revenue. Du lịch là ngành tạo ra một nguồn lợi nhuận vô cùng lớn. Ok, và tôi sẽ áp dụng tất cả những cụm từ và cụm động từ mọi người vừa học trong phần thi IELTS writing task 2 và ứng dụng của chúng mọi người xem nhé. Cô có một câu hỏi đã từng thi năm 2018 và có khả năng sẽ thi lại năm nay. Ok, ta sẽ xem một câu ví dụ nhé. Và đề bài ta trong phần thi writing task 2 chính là many developing countries are currently expanding their tourist industry. Why is this the case and is this a positive or negative development? Ta sẽ dịch lại đề bài này nhé. Nhiều nước hoặc là nhiều quốc gia đang phát triển thì hiện tại đang mở rộng ngành du lịch của họ. Tại sao lại như vậy và đây có phải là một sự phát triển tích cực hay là tiêu cực? Và cô Kiều Anh sẽ gửi cho mọi người một câu mọi người có thể dùng trong phần thi writing task 2 ở vị trí chính là câu thesis statement ở trong phần introduction, phần mở bài. Mọi người xem một câu ví dụ như sau nhé. So, I believe tourism is a great source of revenue in many developing countries, but a negative trend in those inclined towards mass tourism. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Tôi tin rằng là du lịch là một ngành tạo ra lợi nhuận lớn ở nhiều nước phát triển, nhiều nước đang phát triển, nhưng nó có thể là một cái xu hướng tiêu cực ở những quốc gia mà đang có khuynh hướng hướng tới du lịch đại chúng. Ok, mọi người lưu ý cái từ này nhé. Câu này dùng ở đâu nhỉ? Nhắc lại, nó sẽ nằm ở câu là thesis statement trong phần introduction. Okay, chúng ta nhớ cái từ mass tourism cũng như là a great source of revenue. Mọi người nhớ nhé. Ok, và một câu nữa mình sẽ không dùng ở bài nữa, lần này mình sẽ dùng ở kết bài. Mọi người xem một câu mở rộng trong phần conclusion của bài viết writing task 2 từ vị trí của cô Kiều Anh nhé. Ok, ta sẽ xem nhé. Câu của cô sẽ như sau nhé. Tourism can be a progress if developed sustainably. However, it can be a catastrophe if out of control. And it can also tamper with life and nature. Đã dịch câu này chậm một chút nha. Câu này khá là khó ha. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Du lịch thì có thể là một cái tiến bộ nếu được phát triển một cách bền vững. Đó. Nó cũng có thể là một cái catastrophe, có nghĩa là gì? Là một cái thảm họa, đúng không ạ? Nếu mà mất kiểm soát, đồng thời nó cũng có thể làm gián đoạn cái cuộc sống của người dân địa phương cũng như là thiên nhiên. Mọi người dùng nó ở đâu? Câu mở rộng trong kết bài. Rồi, và chúng ta vẫn vừa nói với nhau về cụm là gì nhỉ? Sustainable tourism, nghĩa là du lịch bền vững, đúng không? Mọi người biết là sustainable trong đó đóng vai trò là loại từ là tính từ, đúng không? Nhưng trong câu kết bài này, cô anh đã mở rộng nó một chút nha. Và đã dùng từ là sustainably với vai trò là trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho từ ở trên.
À, thì mọi người có thể dùng như vậy, đổi một chút thôi, chúng ta linh hoạt một chút để đạt cao hơn trong tiêu chí Lexical Resource của bài thi IELTS Writing Task 2 nhé. Và đó là tất cả những cụm từ và cụm động từ mà có thể áp dụng trong phần thi IELTS Writing Task 2 today về tourism. Ok, hy vọng là mọi người đã học được những cụm này và biết cách áp dụng chúng trong bài thi IELTS Writing Task 2. Ok, mình sẽ gặp nhau trong một video nữa từ IELTS Writer nhé. Thank you guys and see you guys in the next video. Bye! IELTS Writer, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.